Hello anh em nha, tiếp nối với chương trình siêu sale của Đề World nha. Trong tháng 9 này thôi nha, từ ngày 10 tới ngày 12 tháng 9 thì anh em đã xem chương trình thu cũ đổi mới các dòng pin của Đề World chính hãng, sale up lên tới 50%. Bây giờ em sẽ giới thiệu cho anh em về các dòng điện của Đề World nha, và có cả Zenlay đang sale up và giảm 50% cho anh em. Đây anh em mình có thể thấy đây, ở đây là rất nhiều các dòng máy mài của Zenlay và Đề World nè, có cả máy thổi bụi nè. Và đây anh em mình thấy không, một bộ dụng cụ máy mài rất là xịn sò luôn, thanh máy mài trong này luôn nha anh em. Ở đây là cái dòng khoan điện của Zenlay và có khoan bê tông của Đề World luôn nha. Rồi anh em mời cùng tìm hiểu về dòng máy mài của Zenlay nha. Con này là công suất 750W. Rồi dòng sản phẩm máy mài này sẽ có mã là SG7100 nha. Và dòng này sẽ là có công suất là 750W và sử dụng điện là 220V. Và dòng xoay tối đa lên tới 12.000 vòng trên phút luôn nha anh em, rất là mạnh luôn. Đối với dòng điện thì dòng này rất là mạnh rồi. Và ở đây sẽ có một tem chống hàng giả nha. Khi anh em mình mua bên em mình yên tâm về chất lượng, bên em cam kết là hàng chính hãng 100% luôn. Và anh em mình thấy ở đây là sẽ sử dụng lưỡi đá nè, một tấc nha. Sử dụng lưỡi đá mài hoặc là lưỡi đá cắt đều được. Và được thiết kế rất là chắc chắn luôn. Vừa vặn anh em mình sử dụng con công tắc chỏ trượt ở đây nha. Đây. Và bên em còn có các dòng máy mài điện Zenlay nè, công suất là 620W và 680W nữa nha. Tiếp tới sẽ giới thiệu cho anh em một dòng máy mài gốc của Zenlay rất là hot luôn nha. Dòng này sẽ sử dụng cho những anh em thợ chuyên dụng nha. Có mã là Zenlay là 861 và sử dụng điện là 220V luôn. Và công suất của con này sẽ là 500W và vòng xoay lên tới 30.000 vòng trên phút. Sau đây là sẽ đưa tới cho anh em một sự lựa chọn hoàn hảo về dòng máy mài luôn nha. Đây chính là dòng máy mài pin combo đầy đủ cho anh em luôn, bao gồm thân máy, pin và sạc luôn nha. Mình cùng xem thử trong cái combo này nó sẽ có những gì. Đây cùng em khui hộp nha anh em. Wow, rất là xịn sò luôn anh em ơi. Đây nguyên một hộp đầy đủ của nó như thế này nha. Đây là dòng máy mài của Zenlay nha, hàng chính hãng luôn nha anh em. Đây đã được gắn pin sẵn rồi. Combo của nó thì sẽ bao gồm là một thân máy, hai pin lận nha, hai pin và một sạc, rất là xịn sò luôn. Có tay cầm trợ lực hỗ trợ anh em mình sử dụng luôn nè. Dòng này có mã là SCG400 nha. Sử dụng là pin 18V hoặc 20V nè. Vòng xoay tối đa của này sẽ lên 9.000 vòng trên phút luôn nha anh em. Vẫn là sử dụng lưỡi đá một tấc thôi. Và ở đây sẽ vẫn có tem chống hàng giả nè. Rất là xịn sò luôn. Anh em muốn sở hữu combo máy mài này với giá siêu rẻ đúng không? Chỉ cần mang bất kỳ một sản phẩm dụng cụ cầm tay tới cửa hàng, anh em mình đã có thể mua với chương trình giá combo này chỉ 4.240.000, sale up giảm lên tới 35% khi anh em mình thu cũ đổi mới nha. Zenlay cũng có dòng máy thổi nữa nha anh em, công suất của con này sẽ là 600W, để mở ra thử xem nha. Đây dòng máy thổi của Zenlay rất là xịn sò luôn, rất là nhỏ gọn luôn nha anh em. Dòng này thì có mã là STBT nè, 600 nè, vẫn sử dụng là điện 220V luôn, công suất 600W nè. Đây, tốc độ thổi của nó rất là dữ nha anh em, vòng xoay lên tới 16.000 vòng trên phút luôn. Tấm máy thổi của Zenlay này chỉ có giá 890 và đang có chương trình khuyến mãi sale up lên tới 5%. Anh em mình xem mà dòng này đi sẽ có siêu bất ngờ cho anh em luôn nha. Dòng máy khoan điện của Zenlay nè, đang có sale up lên tới 40% khi anh em mình thu cũ đổi mới luôn. Xem cùng xem là trong là những gì nha anh em. Đây nha, một dòng máy khoan điện cầm tay rất là đẹp luôn, được thiết kế nhỏ gọn mà vừa cầm tay luôn đó anh em. Ấy là SDH nè, 600 nha, vẫn là sử dụng điện 220V bình thường thôi. Và sử dụng đầu khoan ở đây là đầu khoan 13 ly nè. Công suất của máy là 600W nha, vòng xoay tối đa lên tới 9.000 vòng trên phút luôn. Và anh em mình nhìn ở đây cũng có thể thấy có hai chức năng nha, vừa khoan mà có chế độ búa luôn nha anh em. Rất là mạnh luôn. Và ở đây thì sẽ có điều chỉnh tốc ở khu vực này, anh em mình điều chỉnh khoan mạnh nhẹ nè và đảo chiều luôn nha. Vẫn ở như thế này sẽ có tem chống hàng giả cho anh em luôn. Mua hàng Zenlay chính hãng thì yên tâm về chất lượng nha, bảo hành đầy đủ cho anh em luôn. Dòng sản phẩm này đang trong chương trình thu cũ đổi mới từ ngày 10 tới ngày 12 tháng 9 nha anh em. Giá là 1.120.000. Đang giảm cho anh em lên tới 40% luôn. Giá thì còn có vài trăm ngàn. Nãy giờ anh em mình xem dụng cụ Zenlay rất nhiều đúng không? Giờ em sẽ lên Đề World chính hãng cho anh em nha. Đây là một dòng máy mài của Đề World. Đây cùng em khui ra xem nó thanh máy nó như thế nào nha anh em. Đây một dòng máy mài điện của Đề World rất là đẹp luôn, rất là xịn sò luôn. Và anh em mình nhìn thấy ở đây không? Có mã là DE8100T nè.
Sử dụng là lưỡi là một tấc nha anh em, và sử dụng điện là 220V bình thường nè, công suất sẽ là 720W luôn. Vòng xoay tối đa của sản phẩm này sẽ là 12.000 vòng trên phút, rất là lớn luôn. Hàng đều qua chính hãng thì lúc nào cũng có cái tem chống hàng giả nè anh em, ở đây nha. Sản phẩm chính hãng này đang có giá là 1.450.000 nha, và được sale 5% khi anh em mua tại cửa hàng hoặc là chốt đơn online nha. Không chỉ những dòng sản phẩm nhỏ, bên em sẽ sale khuyến mãi những dòng sản phẩm lớn cho anh em luôn nha. Đây là một dòng khoan bê tông của Daewoo. Wow, phải nói là rất là xịn sò luôn. Đây là dòng máy đục bê tông của Daewoo nha anh em. Sử dụng mũi là 17 ly nè anh em. Và ở đây sẽ có hai chức năng luôn. Anh em mình đục búa hoặc là đục đảo chiều luôn nè. Và dòng này thì có mã là D25811. Công suất của dòng này sẽ là 1050W luôn. Vẫn là sử dụng điện 220V, dây điện rất là dài và lớn nha anh em. Dòng này thì hỗ trợ cho anh em mình đục quá là vô tư luôn rồi. Được thiết kế rất là vừa tay và chắc chắn luôn nè. Đây, một màu vàng rất là nổi bật luôn. Dòng sản phẩm máy đục của Daewoo chính hãng đang có giá là 5.250 và giảm thêm cho anh em 5% nữa nha. Chương trình thu cũ đổi mới sale lên tới 5%, rất nhiều cái dòng sản phẩm luôn đây nha anh em. Rất là nhiều luôn, anh em mình có thể tới Điện máy AB Thủ Đức, Máy móc Việt Nam Thủ Đức, 753 Quốc lộ 13 Hiệp Bình Phước Thủ Đức để mình trải nghiệm các dòng sản phẩm. Và chỉ cần mang một sản phẩm cũ thôi, anh em mình tới cửa hàng mình sẽ được đổi sản phẩm mới sale lên tới 50%. Chương trình thu cũ đổi mới và sale thêm 50%. Số lượng có hàng thôi nha, anh em mình nhanh tay tới cửa hàng Điện máy AB Thủ Đức. Anh em đã xem hết video này rồi, anh em có thắc mắc gì về những dòng sản phẩm đang sale off, đang có trong chương trình thu cũ đổi mới, hoặc là những dòng sản phẩm anh em đang tìm kiếm như thế nào, có thể comment lại giúp em. Để cho em lại một comment, em sẽ trả lời tư vấn giải đáp thắc mắc cho anh em vào video sau nha. Và xem đến đây rồi, vui vẻ cho em thêm một tim, một like và subscribe của em nha.